tác hả? Ờ, em không trên kia là con bơm nước liên quan của ông nên là cái chất đầu nguồn ở trên mái nhá. À cái đấu một đường. À, con bơm này là đây là gọi là con bơm đầu nguồn. Vâng. Đúng không? Nó sẽ hút nước ở trên chất đi cả. Vâng. Có ba đầu này. Sáng ra là con bơm cái đường này để cho từ đấy thôi. Anh có trò này để tôi tác ở đây. Là tắt máy phải không đấy? Đấy là cổ luôn đấy, cổ tắt này cổ luôn đấy. Cổ tắt ở giữa này. Cổ luôn vậy. À vâng. Cổ tắt đây, luôn đây. Vâng, đấy là cổ tắt. Ví dụ như thế này là bằng tự động này. Để như thế này, tự động đây nó đang chạy tự động này. Nên nó có tự ngắt không? Tự động đây nó ngắt. À vâng. Cát nó ngắt. Cứ đầy cái hệ của tự động. Đây nó tự ngắt rồi. Đúng rồi. Còn thứ này là về đây là tắt hết này. Vâng. Chạy cái tay này. Vâng. À đây là tự động thôi đấy. À đây tự động. Cái này tự động này. Tự ngắt đi. Ừ. Còn cái kia là mình phải dùng tay. Đúng rồi. Bộ này là tay. Đây là đâu cái này em nghĩ nên tự động đây. Vâng, đây tự động. Thế là vết ngược à? Vết ngược thì. Đây là nhầm. Vết thế là hay nhầm chết. Đây thì mình cái chui này về đây là coi. Như thế là chạy tự động rồi. Là tự động. Như thế là tự động, còn vật bên kia là tay. Đúng rồi. Bên kia là phải anh tay ngắt. Lấy tay kéo phao. Lấy tay kéo phao. Đấu lột. Con này này. Nó tắt rồi. Thế là bên nào là tự động anh? Mình thấy hai chiều đều tự động. Vào đây nhá. Được. Anh không ở đây xem hướng dẫn của em sao? Chị gái này đi ăn đéo gì việc gái cái đấy à.